Hi friend, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Wow, và chúng ta bây giờ bạn quá trời cái mô hình đâu các bạn đã chưa kìa, có cả khủng long và cả có mặt nạ khổng lồ luôn, màu vàng luôn nha. Bây giờ mình sẽ gom nó lại và đem đi rửa nha các bạn. Ai cha, ok, và đây mình chuẩn bị cái rổ đây các bạn. Ai cha, đây chúng ta có quá trời các loài khủng long khác nhau luôn nè. Wow, đã chưa kìa các bạn. Ai, đấy giờ gom hết lại luôn đây ha. Đấy, các bạn có đoán được đây là những con khủng long gì không nào? Đấy, chà. Đấy, mình sẽ cầm lên cho các bạn xem để các bạn đoán nha. Đấy, nếu mình rửa coi nó đúng hay các bạn đúng không nha. Đấy, chà. Ok, gom hết lại luôn này. Wow, có đủ màu luôn các bạn, nhìn đã chưa kìa. Đá vàng các loại màu sắc khác nhau luôn nha. Ok, có vẻ là đủ rồi các bạn, let's go thôi. Wow, ở đây có hồ nước khổng lồ đấy các bạn. Ok nha, bây giờ chúng ta sẽ rửa cái tay kia trước này. Wow, ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành rửa khủng long. Wow, ở đây chúng ta không có gì đây. Wow, ở đây mình có cả Pentaceratops các bạn, một con khủng long với cái đầu là một cái tấm khiên nha. Wow, nó chiếu sáng vào đây đẹp ghê chưa kìa các bạn. Đấy, với một cái màu đỏ khá là bắt mắt, đây là loại khủng long với tấm khiên trên đầu. Đấy, xịn chưa? Wow, và chúng ta có gì đây các bạn? Pentaceratops khổng lồ nha các bạn, rất là to luôn kìa đấy giờ. Wow. Ở đây mình có cả con Brachio đấy các bạn, một khủng long cổ dài Brachiosaurus khổng lồ luôn kìa, thấy chưa, đẹp chưa kìa. Đấy, đây là một loại khủng long cổ dài với kích thước từ 30 đến 90 tấn các bạn, đi khá là chậm vì cái thân hình nó khá là to nha. Brachio màu xanh kìa các bạn, con khủng long cổ dài màu xanh khác ngầu luôn kìa các bạn. Wow, thì này có gì đây. Wow, ở đây mình có cái mặt nạ của Iron Man các bạn, một cái mặt nạ người sắt các bạn. Wow, giờ chúng ta sẽ biến thành người sắt nha. Ok chưa? Wow, đây là mặt nạ Iron Man của mình đây các bạn, nhìn khá là xịn luôn. Ok, để qua bên. Đây là chúng ta có Iron Man Tyrannosaurus khổng lồ nha các bạn, nhìn ngầu chưa kìa các bạn. Ấy, chạy lên một con long luôn. Ở đây mình có cả Velociraptor, các bạn đẹp chưa kìa, đây là khủng long Velociraptor của mình nha. Đấy, các bạn có thể thấy được con khủng long mình có những cái vây rất là đẹp như vậy, móng vuốt này nhỉnh lên này, cái người nó có màu xanh tím khá là ngầu luôn, cái răng há rất là to nữa luôn. Màu đen luôn đi chết cái bình đen này, mà không được Velociraptor do nó đang canh giữ chiếc xe cả các bạn. Wow, ở đây mình có Carnotaurus các bạn, có khủng long đầu bò với cái lưng nó có màu xanh lá cây, đẹp chưa kìa các bạn. Đây là khủng long Carnotaurus màu tím nha các bạn, đẹp chưa. Wow, đã chưa kìa, đây là khủng long Carnotaurus khổng lồ của mình. Và đây chúng ta có gì đây các bạn, đây là khủng long Carnotaurus khá là to luôn kìa. Đây các bạn, ấy chà. Đây là bạn khổng lồ nha các bạn, nhìn ngầu chưa kìa các bạn. À, ok, và tiếp theo mình có gì đây? Wow, và đây là con Masiaka các bạn. Đấy, con khủng long Masiaka này có cái lưng nó màu cam và cái người nó có màu vàng, các bạn đẹp chưa kìa. Đây là khủng long Masiaka Saurus. Đấy, khá là ngầu luôn. Masiaka Saurus của mình đây rồi các bạn, còn khủng long mới có cái gai, các bạn nhìn ngầu chưa kìa. Và đây là Stegosaurus, những cái gai khổng lồ trên lưng. Đây là khủng long Stegosaurus mình, các bạn có thể thấy con khủng long nó khá là ngầu và những cái gai khá là cứng luôn các bạn. Khủng long Stegosaurus. Ấy chà. Wow, và đây là con Stegosaurus của mình, Loki Stegosaurus khá là ngầu luôn kìa các bạn. Ấy. Wow.
đây mình có một con lông bá sừng Triceratops khổng lồ các bạn. Wow, một con lông màu vàng nha các bạn. Đây là con Triceratops khổng lồ của mình, có ba sừng khá là nhọn đây. Đấy, tạm giác lông Triceratops. Wow, nhìn to chưa kìa các bạn, cơ bắp khá là phát triển, một phần da khá là sừng sùi đấy nha. Ồ, và đây con khủng long Triceratops các bạn, nhìn ngầu chưa kìa các bạn, con khủng long ba sừng khá là to luôn. Ấy chà. Xem nó có gì đây. Wow, ở đây mình có cả con Amagasaurus rất khổng lồ với những cái gai khá là nhọn các bạn. Đây là khủng long Amagasaurus, cái lưng màu xanh lá cây nha. Wow, đây là con Amagasaurus các bạn, nhìn ngầu chưa kìa, thấy không, khủng long Amagasaurus với những cái gai trên đầu rất nhìn ngầu chưa kìa các bạn. Thuộc họ khủng long cổ dài với cổ khá là dài luôn các bạn. Nó giỡn là con này khủng long đuôi dài hơn các bạn đây. Nó cũng thuộc họ khủng long cổ dài nhưng mà nó không có bự bằng con khủng long Ratio nha các bạn. À, nhìn con Amaga kìa các bạn, ngầu chưa kìa các bạn. Oh trời ơi chưa kìa. Wow, ở đây chúng ta có Ankylosaurus khổng lồ. Wow, ở đây mình có cả khủng long Ankylosaurus Spider-Man xíu to luôn. Wow, nó có cái đuôi là cái đại trùy khá là cứng luôn các bạn, cái phần gai trên lưng của nó khá là nhọn đấy nha. Ở đây chúng ta có con Ankylo khổng lồ đấy các bạn, gai khá là cứng luôn này đó. Wow, một chú khủng long to thế nhờ, Spider-Man Ankylosaurus khá là ngầu. Ok, bây giờ mình để một bên và tiếp theo mình có con gì đây. Wow, ở đây mình có cả con T-Rex các bạn, khủng long mỏ chúa Tyrannosaurus T-Rex với cơ bắp khá là phát triển. Và đây chúng ta có T-Rex 7 màu Rainbow Tyrannosaurus khổng lồ luôn. Cái hàm răng rất là bén luôn nha các bạn. Đấy, nó săn mồi bằng cách gặm con khủng long lại các bạn, rất là ngầu luôn. Đấy, tốc độ chạy tối đa của nó có thể đạt được vận tốc 27 km/h, nếu mà nó chạy quá nó sẽ vấp ngã và nó chật chân các bạn. Đấy, nghe khá là đau đớn nha. Ngầu chưa kìa. To lớn còn không có lợi lắm nha. Wow, và đây con Bachycephalosaurus. Là có một con Bachycephalosaurus khổng lồ luôn kìa các bạn, ngầu chưa, cái đầu nó rất là cứng luôn nha. Đây là con Bachy của mình đây nha. Đó, các bạn, con khủng long với cái đầu khá là cứng luôn, cái lưng nó có màu cam này các bạn. Đây là Bachycephalosaurus khổng lồ của mình đây, nhìn đẹp chưa kìa. Đấy, các bạn có thấy con khủng long này có cái màu màu vàng cam rất là bắt mắt. Oh, chưa bao giờ xem qua lên slot nhưng mà đây để kiếm đồ ăn đấy các bạn, ngầu chưa kìa đấy chờ. Đấy, ngầu chưa kìa các bạn luôn. Đây là khủng long Bachycephalosaurus nha. Wow, và đây là bộ sưu tập khủng long ngày hôm nay chúng ta đã thu thập được và rửa được đây các bạn, quá trời luôn, nhìn đã chưa kìa. Nếu thích video đừng quên đăng like, subscribe giúp mình nha, bye bye.